xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, thế giới Pokemon là một thế giới tràn đầy màu sắc, nơi mà chúng ta có thể tìm thấy Pokemon ở bất kỳ đâu. Hầu hết Pokemon đều có thể làm bạn với con người, chỉ cần các trainer bỏ thời gian ra chăm sóc và huấn luyện cho chúng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số Pokemon có nguồn gốc cực kỳ kinh dị, chỉ cần nghe câu chuyện của chúng thôi cũng có thể khiến bạn rợn tóc gáy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video top 10 Pokemon creepy nhất nhé. Gengar là Pokemon mang song hệ ma vào đầu được giới thiệu trong thế hệ 1. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Gotsu. Tuy vẻ ngoài của Pokemon này lúc nào cũng tuyệt tuyệt, nhưng ý tưởng ban đầu thiết kế ra dòng tiến hóa của nó chính là những bóng ma đấy. Gengar có khả năng ẩn mình vào cái bóng của bất cứ vật gì. Điều này cho phép nó lẩn tránh con người và hù dọa người khác một cách dễ dàng hơn. Gengar rất tinh nghịch, nó thường đi thành đàn với một số con Hauser và Gotsu để hù dọa người khác. Chúng cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy sự hoảng sợ của người khác. Tuy vậy, nhưng Gengar thường rất trung thành với trainer, những người đối xử tốt với nó. Bình thường thì Pokemon này nó chỉ có thế thôi, nó chỉ thích trêu đùa người khác là chính. Nhưng một chuyện sẽ rất khác khi nó Gigantamax. Khi lên Gigantamax, cơ thể của Gengar bị chìm xuống dưới đất, miệng của nó mở ra cực kỳ lớn. Miệng của Gigantamax Gengar được đồn đại là không dẫn vào cơ thể nó, thay vào đó nó được cho là dẫn đến thế giới bên kia. Bằng cách đặt một cái bẫy, nó cố gắng cướp đi mạng sống của những người mà nó bắt được. Nếu ai đó đứng gần miệng của nó, họ có thể nghe thấy tiếng của những người thân yêu đang gọi họ. Thật là kinh dị. Karakara. Karakara là Pokemon hệ đất được giới thiệu trong thế hệ 1. Nhìn Pokemon này có vẻ khá dễ thương, có gì mà creepy? Chắc nhiều bạn sẽ tự hỏi như thế. Nhưng các bạn đã nghe qua câu chuyện của nó chưa? Karakara được gọi là Pokemon cô đơn vì nó luôn có xu hướng ở một mình, không bao giờ tiếp xúc với ai. Lý do là nó bị tổn thương do cái chết của mẹ nó. Karakara thường khóc vào ban đêm để thương tiếc cho mẹ. Khi nó khóc, chiếc đầu lâu mà nó đeo trên đầu sẽ rung lên, phát ra âm thanh ai oán và thê lương. Vào đêm trăng tròn, tiếng kêu được cho là đặc biệt rùng rợn. Karakara dường như nhận ra mẹ nó trong ánh trăng tròn, vì vậy nó sẽ rú lên với một nỗi buồn đặc biệt. Tiếng kêu của nó thu hút Vurugina, kẻ thù tự nhiên của nó. Người ta nói rằng một con Karakara sẽ tiến hóa thành Garagara một khi nó chứng kiến cái chết của mẹ nó. Nhưng giấc mơ buồn sẽ khiến nó khóc, nhưng khóc lại làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Đó, các bạn có thể thấy Pokemon này có một tình yêu rất lớn cho mẹ của nó. Zonowaru. Zonowaru là Pokemon hệ ma được giới thiệu trong thế hệ 4. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Zomawaru. Zonowaru có một kết nối đặc biệt với thế giới linh hồn, một thế giới của người chết. Nhờ cái anten trên đỉnh đầu, nó có thể tiếp nhận các thông tin từ thế giới đó. Điều này nhắc nhở nó là đưa mọi người qua thế giới bên kia. Không biết liệu nó có ý chí của riêng mình hay không, hay bị buộc phải tuân theo những chỉ dẫn mà nó nhận được. Tuy nhiên, như đã thấy trong anime, Zonowaru đã cố gắng bảo vệ mọi người khi bị hút vào thế giới linh hồn. Cái miệng trên bụng của nó có thể mở ra. Nó sử dụng cái miệng này để nhốt chửng toàn bộ các mục tiêu. Nó cũng sử dụng khả năng này để đưa linh hồn vào cơ thể và mang chúng về nhà, hoặc khi nó di chuyển đến những nơi không xác định. Yukimenoko. Yukimenoko là Pokemon mang song hệ ma và băng để giới thiệu trong thế hệ 4. Nó là một trong hai hình dạng tiến hóa của Yuki Warashi cùng với Onigori. Yukimenoko được thiết kế dựa trên ma nữ tuyết Yuki Onna, nên tập tính của nó cũng giống y hệt như ma nữ tuyết. Yukimenoko sống trong khu vực có tuyết, nó có khả năng đóng băng kẻ thù với hơi thở âm 58 độ F. Yukimenoko được cho là sẽ bí mật giấu những nạn nhân của nó sau khi đóng băng họ. Như đã thấy trong anime, nó có thể tạo ra ảo ảnh để thao túng người khác. Đúng là loại ma nữ có khác, nên anh em nào có đi núi tuyết thì cẩn thận với Pokemon này nhé. Mikaruge. Cơn ác mộng của thế hệ 4. Một Pokemon cực khó nhận của Champion Sirona, đó là Mikaruge. Bỏ qua chi tiết Pokemon này nói trâu như thế nào, bạn có biết rằng đằng sau gương mặt đáng sợ của Mikaruge là một câu chuyện còn đáng sợ hơn? Bản thể thật của Pokemon này là Oki Stone, viên đá bên dưới cơ thể của nó ấy. Bên trong viên đá này là 108 linh hồn đá bị mắc kẹt. Những người sau khi chết nhưng lại không siêu thoát được vì họ còn quá nhiều chấp niệm. Chính vì thế, những linh hồn này đã tập hợp với nhau lại bên trong Oki Stone để tạo ra Mikaruge. Chúng bị phong ấn lại bằng một thần chú đặc biệt và sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Cũng giống như những linh hồn tà ác bên trong cơ thể, Mikaruge rất hung hãn, nó muốn mang đến sự chết chóc cho những nơi nó đi qua. Còn Pokemon này mà nhận Yveto làm sư phụ thì quá ok luôn. Dù gì, chúng nó cũng cùng hòa nhập Pokemon hệ bóng tối mà. Là một Pokemon tà ác, Mikaruge thường ám những người thiển cận,
Từ đó, Velrak bắt đầu họa sự trả thù. Việc một người bị Pokemon này ám trong một thời gian dài sẽ rất nguy hiểm cho bản thân họ cũng như những người xung quanh. Mikarugé có tuổi thọ khá cao, có những cá thể có thể sống đến 500 năm. Desumasu là Pokemon hệ ma được giới thiệu trong thế hệ 5. Desumasu có hình dạng là một cái bóng đang cầm một chiếc mặt nạ vàng có khuôn mặt người. Do từng là con người nên nó có ký ức của một con người. Nghe chi tiết này thôi, các bạn đã thấy Pokemon này quả thực là quá kinh dị rồi. Desumasu sẽ trở nên tức giận khi chiếc mặt nạ của nó bị mất hoặc bị lấy đi. Nếu ai đó đeo chiếc mặt nạ mà nó mang theo, họ sẽ bị chiếm hữu. Đôi khi nó nhìn vào chiếc mặt nạ này và khóc, dường như nó khóc vì khao khát muốn trở lại làm người. Nhưng bản thân nó giờ đây là một thứ quái dị, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Gothirusele là Pokemon hệ siêu linh được giới thiệu trong thế hệ 5. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Gothimu. Để nói một cách thẳng thắn thì Pokemon này vô cùng bí ẩn và đáng sợ, đúng chuẩn style phù thủy luôn. Mức độ nguy hiểm của nó cũng chẳng kém Mimikyu là bao. Tuy nhiên, khác với Mimikyu, chính sự bí ẩn của nó lại tạo ra nét đẹp đặc trưng ở Pokemon này, khiến người ta vừa cảm thấy thích thú, vừa cảm thấy đáng sợ. Sức mạnh tâm linh của Gothirusele rất lớn, có thể bóp méo không gian xung quanh. Như đã thấy trong anime, Gothirusele đã tạo ra một không gian tâm linh cực kỳ bí hiểm, làm náo loạn cả một thành phố trong một khoảng thời gian dài. Không những thế, nó còn có thể dự đoán tương lai dựa vào sự chuyển động của các vì sao. Gothirusele có thể tiên đoán trước cái chết của Jenner và nó sẽ chờ đợi để chứng kiến điều đó. Thật là kinh hãi khi biết lúc nào mình sẽ chết. Chandela là Pokemon mang song hệ ma và lửa để giới thiệu trong thế hệ 5. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Hitomoshi. Pokemon này có hình dạng của một cái đèn, chắc là đèn lồng để dẫn dụ linh hồn. Chandela sở hữu ngọn lửa đặc biệt. Ngọn lửa này không đốt cháy nạn nhân về mặt thể xác, thay vào đó nó đốt cháy tinh thần của họ. Sau khi thôi miên đối thủ bằng cách bùng cháy và với gọi bằng những ngọn lửa này, nó sẽ hấp thụ linh hồn của nạn nhân. Có một số tin đồn cho rằng Chandela từng xuất hiện tại các đám ma, nó từ quan sát người ta chôn xác chết xuống đất. Mimikyu cuối cùng thì cũng đến anh đại Mimikyu, kẻ đeo rắc nỗi sợ hãi cho cả quần đảo Alola. Mimikyu là Pokemon mang song hệ ma và tiên được giới thiệu trong thế hệ 7. Nó không được tiến hóa từ bất kỳ Pokemon nào. Mimikyu là một Pokemon vô cùng bí ẩn và đáng sợ. Cái rẻ rách bên ngoài kia là để che giấu hình dạng thực sự của nó, nghe đâu là một khối bóng tối vô định hình. Trong quá khứ, một nhà khoa học đã cố gắng nhìn thấy hình dạng thật của Mimikyu và đã chết ngay sau đó vì quá hoảng sợ. Vậy, ông ta đã nhìn thấy thứ gì mà khiến ông ấy hoảng sợ đến mức phải chết? Điều đó thì chỉ có Chúa mới biết. Trong anime, Niasu đã cố gắng nhìn bên dưới lớp vải. Ngay sau đó, nó bị chết lâm sàng và đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu không có Kojiro và Musashi đánh thức thì có lẽ Niasu đã bước sang thế giới bên kia rồi. Có giả thuyết cho rằng Mimikyu chính là con rơi của Giratina. Điều này giải thích cho cái hệ ma và hình dạng đáng sợ của nó. Hú giáp Pokemon. Tưởng Pokemon nào đáng sợ lắm cơ, thì ra chỉ là một con Bokurei. Nhưng bạn ơi, bạn có biết nguồn gốc của Pokemon này không? Trong Pokédex của Pokemon Sword có nói, khi một đứa trẻ bị lạc trong rừng, linh hồn của nó sẽ chiếm hữu một gốc cây và tái sinh thành Bokurei. Điều này giải thích tại sao nó lại mang song hệ ma và cỏ. Vậy, Pokemon này thực sự đã từng là một con người và là một đứa trẻ bị lạc, thật là tội nghiệp. Nhưng không, bạn đừng vội rủ long thương cho nó. Trong Pokemon Shield có ghi, loài Pokemon này phát ra những âm thanh như trẻ con để dụ dỗ những người lớn vào trong rừng. Những ai đi vào trong rừng có thể sẽ bị lạc giữa những cái cây, nghe kinh dị chưa? Mục đích chúng dụ người ta vào rừng có phải chỉ là để cho vui thôi ư? Tôi không nghĩ là như vậy đâu. Người ta cũng cho rằng Bokurei là những Pokemon đáng thương, chúng luôn cô đơn nên chúng dụ người khác vào rừng chỉ để kết bạn bằng cách bên những người khác thành những Bokurei như mình. Đáng sợ thật sự. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để Ade đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.